Vâng, xin chào các bạn nha. Và ở video này mình chỉ muốn giới thiệu là hai câu nhạc khúc mình mới làm gần đây thôi. Thì kênh YouTube của mình, kênh YouTube của mình thì lượt đăng ký cũng ít thôi, mới có hơn 2.000 người đăng ký à. Kênh mình đang nhỏ lắm. Mình làm video này mục đích là bảo các bạn đăng ký ủng hộ kênh của mình để mình có sớm động lực, nhiều động lực ra video mới nữa. Trời ơi, làm YouTube lâu năm rồi mà kênh mới có ít người đăng ký quá. Không biết là do duyên hay gì mà chứ. Trời ơi, bao giờ mới được 50.000 lượt đăng ký đây trời. Chứ đi ra đường nói thằng to mặt rồi, cứ làm mấy trò con nít. Đúng là to mặt thật rồi. Nếu mà thành công được tiền thì người ta không dám nói gì nữa chứ. Đằng này tiền chắc mấy xu mà, người ta cứ nói lung tung mà. Mình chuyên chế tạo câu nhị khúc nha, làm với một cả giải trí thôi cho các bạn cùng xem thôi. Rồi nói lại thôi, hy vọng các bạn xem video này xong nhớ đăng ký kênh cho mình nhé, cho là lượt chia sẻ video, đăng ký và like video cho mình là ok. Bye bye. Xin chào các bạn nha.